Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Thủ tướng cho cơ sở y tế tư nhân thu phí điều trị COVID-19. Bạn đang xem kênh YouTube Vietnamnet Official của báo điện tử Vietnamnet. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, các cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị COVID-19 sẽ giảm áp lực cho y tế công lập nhưng họ cần phải có kinh phí duy trì hoạt động. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ cho phép cơ sở y tế tư nhân thu phí điều trị bệnh nhân COVID-19. Theo nội dung công văn trước đó, Bộ Y tế đã đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh huy động các cơ sở y tế tư nhân tham gia vào công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt công tác điều trị để giảm bớt áp lực cho các cơ sở y tế công lập. Qua khảo sát và trao đổi ý kiến của các cơ sở y tế tư nhân, việc mua sắm thuốc, vật tư y tế cũng như mức sử dụng, chi phí cho công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 giữa hệ thống công lập và tư nhân rất khác biệt. Do đó, việc ngân sách nhà nước chi trả theo chi phí thực tế phát sinh cho bệnh nhân COVID-19 điều trị tại cơ sở y tế tư nhân gặp vướng mắc. Thứ nhất, trường hợp chi trả theo mức chi phí phát sinh như tại cơ sở y tế công lập thì cơ sở y tế tư nhân không thể duy trì. Thứ hai, trường hợp chi trả theo mức chi phí thực tế phát sinh tại cơ sở y tế tư nhân sẽ dẫn đến nhiều tác động tiêu cực. Ngoài ra cũng không có cơ sở để thực hiện khi cùng sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả cho công tác điều trị nhưng chi phí khác nhau giữa cơ sở y tế công lập và y tế tư nhân. Theo báo cáo của các cơ sở y tế tư nhân, hiện có rất nhiều F0 có điều kiện chi trả và sẵn sàng chi trả chi phí điều trị COVID-19 để được điều trị theo yêu cầu và để có thể chia sẻ một phần cho ngân sách nhà nước. Từ điều này, các cơ sở y tế tư nhân đề nghị cho phép được thu giá dịch vụ khám và điều trị F0. Trước đó, ngày 23 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã ký công văn số 2828 gửi đề nghị hướng dẫn chi trả chi phí cho các cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 gửi Bộ Y tế và Bộ Tài chính. Một phần nội dung công văn nêu, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Để giải quyết kinh phí điều trị các F0 cho các cơ sở y tế tư nhân, cần đảm bảo nguồn lực tài chính để các cơ sở y tế tư nhân tiếp tục công tác điều trị, giảm áp lực cho hệ thống y tế công lập, cũng như kịp thời cứu chữa cho người dân mắc COVID-19. Ngày 1 tháng 9, Bộ Tài chính có công văn phản hồi và đề nghị Bộ Y tế khẩn trương chủ trì nghiên cứu, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành thẩm quyền, trong đó quy định các điều kiện tổ chức thực hiện điều trị COVID-19 tại các sở thu dung, điều trị COVID-19 ngoài công lập, quy định việc chi trả chi phí khám chữa bệnh COVID-19 tại các cơ sở điều trị ngoài công lập. Do yêu cầu cấp bách cần huy động các cơ sở y tế tư nhân tham gia công tác điều trị, giảm áp lực cho hệ thống công lập, kịp thời cứu chữa cho người mắc COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương thực hiện ý kiến của Bộ Tài chính để sớm xem xét, quyết định.